Tiểu sử Đức Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục người Việt tiên khởi của Tổng giáo phận Sài Gòn và Giám mục tiên khởi giáo phận Đà Lạt. Kính thưa cộng đoàn, Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền sinh ngày 23 tháng 3 năm 1906 tại Nhu Lý, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng giáo phận Huế. Gia đình của ngài là hậu duệ của thánh Simon Phan Đắc Hòa, vì vậy tên thánh của ngài được đặt là Simon Hòa. Từ nhỏ, cậu bé Nguyễn Văn Hiền đã có chỉ hướng theo con đường tu hành. Ngày 8 tháng 9 năm 1917, khi đó cậu Nguyễn Văn Hiền lên 11 tuổi, gia đình quyết định cho cậu vào học tại Tiểu Chủng Viện An Ninh. Cậu học tại đây đến khi hoàn tất chương trình Tiểu Chủng Viện, rồi tiếp tục vào học tại Đại Chủng Viện Phú Xuân, Huế. Năm 1932, chủng sinh Nguyễn Văn Hiền được chọn gửi đi du học ngành thần học tại Roma. Khi đang du học tại Roma về thần học, ngày 21 tháng 12 năm 1935, Phó tế Nguyễn Văn Hiền đã được thụ phong chức linh mục tại Roma. Ngày 16 tháng 7 năm 1937, vị linh mục trẻ tốt nghiệp với văn bằng tiến sĩ thần học. Sau đó, linh mục Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền tiếp tục đi du học tại Pháp và ngài đã tốt nghiệp với văn bằng cử nhân văn chương Pháp vào ngày 16 tháng 10 năm 1939. Năm 1940, cha Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền trở về Việt Nam, được chọn làm giáo sư trường Thiên Hữu Huế. Sau đó, năm 1943, ngài được giám mục giáo phận chọn làm linh mục phó sứ giáo xứ Kim Long. Năm 1944, ngài lại được thuyên chuyển làm linh mục phó sứ chính tòa phủ Cam Huế. Năm 1946, ngài được bổ nhiệm làm linh mục chính sứ giáo xứ Phương Tây và giữ chức vụ này đến năm 1947. Từ 1947, linh mục Hiền được bổ nhiệm làm giám đốc Đại Chủng Viện Huế. Từ năm 1948 đến năm 1953, ngài là tổng úy giáo phận Huế. Trong khoảng thời gian từ năm 1953 đến năm 1955, cha Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền là giám đốc Tiểu Chủng Viện Huế. Năm 1955, ngài được bổ nhiệm làm giám đốc Trường Thiên Hữu Huế. Năm 1955, Tòa Thánh Vatican công bố Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm linh mục Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền làm giám mục hiệu tòa Sagalas, đồng thời làm đại diện tông tòa hạt đại diện tông tòa Sài Gòn, thay cho giám mục tiền nhiệm người Pháp Vinh Cách Sai nghỉ hưu. Cùng trong đợt bổ nhiệm này, Tòa Thánh cũng loan tin bổ nhiệm linh mục Phaolô Nguyễn Văn Bình làm đại diện tông tòa hạt đại diện tông tòa Cần Thơ. Ngày 30 tháng 11 cùng năm, thánh lễ tấn phong cho hai tân giám mục được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Đức cha Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền trở thành vị giám mục Việt Nam đầu tiên của hạt đại diện tông tòa Sài Gòn. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, hàng giáo phận Việt Nam được thành lập với ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Hạt đại diện tông tòa Sài Gòn được nâng lên hàng tổng giáo phận. Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình, đại diện tông tòa địa phận Cần Thơ được bổ nhiệm làm tổng giám mục chính tòa tổng giáo phận Sài Gòn. Còn Đức cha Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền được thuyên chuyển làm giám mục chính tòa của giáo phận Đà Lạt. Tuy vậy, đến ngày 2 tháng 4 năm 1961, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình mới đến nhận ngai tòa tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Nên đến ngày 6 tháng 4, Đức cha Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền mới có thể đến nhận ngai tòa tại Đà Lạt. Ngài chính thức trở thành giám mục chính tòa tiên khởi của giáo phận Đà Lạt. Địa bàn giáo phận gồm thành phố Đà Lạt, các tỉnh Tuyên Đức, Lâm Đồng, Phước Long, tách từ Tổng giáo phận Sài Gòn, và Quảng Đức tách từ giáo phận Kon Tum. Đức cha Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1973 tại Đà Lạt, thọ 67 tuổi với 38 năm linh mục và 18 năm giám mục. Thi hài của ngài được an táng tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Trong thánh lễ giỗ lần thứ 38 của Đức cha cố Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền chiều ngày 5 tháng 9 năm 2011, Đức cha Anton Vũ Huy Chương đã dâng thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chánh tòa Đà Lạt để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức cha cố Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền. Trong lời đầu thánh lễ, Đức cha Anton mời gọi cộng đoàn chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho Đức cha cố Simon Hoàng. Đồng thời,
cũng xin người cầu bầu cho từng thành phần trong gia đình giáo phận biết theo gương người sống hiền hòa và khiêm tốn để truyền giáo, như đường hướng người đã vạch ra ngay từ những ngày đầu thiết lập giáo phận và cũng là tâm niệm của người qua khẩu hiệu giám mục: chúng tôi rao giảng Đức Kitô bị đóng đinh. Đức cha cố Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền là giám mục tiên khởi của giáo phận Đà Lạt. Ngài sinh ngày 23 tháng 3 năm 1906 tại Nhu Lý, Quảng Trị. Thủ phong linh mục tại Roma ngày 21 tháng 12 năm 1935. Giám mục hiệu tòa Sagalasso, đại diện tông tòa cai quản giáo phận Sài Gòn ngày 11 tháng 10 năm 1955. Thủ phong giám mục ngày 30 tháng 11 năm 1955. Giám mục chính tòa Đà Lạt ngày 24 tháng 11 năm 1960. Ngài từng du học tại Roma với bằng tiến sĩ thần học năm 1937 và học cử nhân văn chương tại Pháp năm 1939. Trước khi làm giám mục, Ngài đã qua các công việc như phó sứ, chánh sứ, giám đốc tiểu chủng viện, đại chủng viện. Sau khi nhắc lại tiểu sử của Đức Cha Cố, Đức Cha Anton chia sẻ về sự khôn ngoan và vâng phục. Thời Chúa Giê-xu, người Hy Lạp quan niệm khôn ngoan là tinh thông triết học. Người Do Thái lại cho rằng khôn ngoan là biết tuân giữ luật lệ Mô-xê. Vì thế, Sa-lô rất khó chịu khi thấy nhiều người Do Thái lại tin theo và rao giảng về một Giê-xu bị đóng đinh, chết nhục nhằn trên thập giá. Thập giá, một biểu tượng được xem là điên rồ, là hành mạc, là nhục nhã, lại được Thiên Chúa chọn làm phương tiện để biểu lộ tình yêu và để cứu chuộc con người. Adam đã đưa loài người đến chỗ diệt vong vì bất tuân. Chúa Giê-xu, Adam mới, đã cứu thoát loài người khi Ngài vâng phục Thiên Chúa Cha, vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Thánh Phaolô cũng cho thấy khôn ngoan chính là khiêm nhường và vâng phục Thiên Chúa. Vâng phục dù bị bắt hại, vì đó chính là phúc thật. Đức cha cố Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền đã theo gương Chúa Giê-xu trong cuộc đời mình: hiền lành, khiêm tốn và vâng phục. Điều này có thể được minh chứng qua hình ảnh khi Ngài mất, các giáo xứ, giáo dân đứng hai bên đường Sài Gòn, Đà Lạt với thật nhiều câu thương khóc cha Hiền. Hiền không chỉ là tên của Ngài nhưng còn là một nhân đức của Ngài nữa. Tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Cha Cố, cho những mục tử tiền bối, cho các bậc tiền nhân của giáo phận, chính là bổn phận, là lòng thảo hiếu của những người con, những kẻ hầu sinh. Bên cạnh đó, cũng là dịp để từng người nhìn lại mình đã làm gì, đã sống thế nào để góp phần vào công cuộc truyền giáo trong việc mở mang lực Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trên đây là những thông tin khái quát về tiểu sử và hành trình của Đức Cha Cố Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền mà chúng con tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng con. Xin vui lòng nhấn nút like video và đăng ký kênh để luôn nhận được các video mới nhất của kênh.